Kể từ khi dịch Covid-19 ập đến, ở nhà không la cà đã trở thành slogan quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở nhà dù có khó chịu, bức chức chút chút nhưng lại là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh được ưu tiên hàng đầu, góp phần sớm đưa mọi thứ trở lại như ban đầu. Vậy có khi nào bạn tò mò với nhà giàu, cụ thể là dàn dâu hào môn làm gì khi ở nhà, thật ra thì ở biệt thự mới đúng, thực hiện giãn cách xã hội không? bình thường đã được biết đến với cuộc sống nhung lụa thì bây giờ họ sẽ trải qua giai đoạn thế nào nhỉ? Thử sơ tác xem có giống mình chút nào không nhé? Vân Tini lột xác khi bị chồng chê. Ảnh tổng hợp Vũ trụ ở nhà không la cà là chuỗi các nội dung, hoạt động do, người nổi tiếng và độc giả cùng chung tay xây dựng theo cách thức hoàn toàn mới để chúng ta cùng vui khỏe vượt qua mùa dịch. Chiến dịch mang đến thông điệp, ở nhà chống dịch, tự giác bảo vệ sức khỏe bản thân để giảm tải áp lực lên hệ thống y tế cộng đồng. Vũ trụ ở nhà không la cà là sự hợp sức của các tinh cầu bao gồm các mục thuộc. Bạn muốn giải trí và tỏa sáng ở lĩnh vực nào, chúng tôi đều có thể mang đến. Chuỗi hoạt động bao gồm, miss ở nhà, truy tìm bạn cũ, đấu giá đồ sao, đẹp cùng sao, house tour, ok giải đố, sao sờ sần. Ở nhà không la cà vì ở nhà là hạnh phúc.